Chỉ có hai người phụ nữ có thể khiến FAT Tiger khóc, đó là mẹ anh ấy và cô gái anh ấy không thể có được. Để giúp anh thoát khỏi cảnh độc thân, Nobita muốn FAT Tiger trở thành đàn ông thực sự trong 10 giây. Nobita chạy nước rút về nhà 100m, cuối cùng cũng bắt kịp bộ phim Hunter's Wife, tay súng đẹp trai sau khi hạ gục kẻ thù. Trước yêu cầu của cô gái, chỉ còn lại nụ cười hồn nhiên. Cảnh này thực sự khiến Nobita đẹp trai quá, nhưng mẹ cậu nhất quyết yêu cầu cậu làm bài tập vào thời điểm thú vị nhất. Nobita không những không bắt chước được phong cách của nam diễn viên chính mà còn, mẹ còn cho tôi một cái túi lớn trên đầu. Lan béo đã bị sốc khi thấy Nobita đang cố ý làm bài tập về nhà. Tôi tưởng đầu anh ấy có vấn đề gì đó. Sau khi biết được hành vi của Nobita, nó không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Rốt cuộc, anh ta không có chút nam tính nào cả. Ngược lại với tay súng, mọi người rất hay nói nếu họ không tàn nhẫn. Thấy Nobita bị chọc vào chỗ đau, Lan béo lấy ra một hũ gia vị nhân, chỉnh thành nam tính, rồi để Nobita rắc lên. Sau khi đèn xanh, Lan béo có lông mày rậm và đôi mắt to, thật tuyệt khi yêu cầu mọi người làm bài tập về nhà. Thật đáng tiếc là nó chỉ tồn tại trong 10 giây mỗi lần. Sau khi rắc Dacian, phong cách vẽ cũng khác nhau, béo Lan trông như sắp cúi xuống, Nobita lại lan truyền trung chuyển bầu trời. Bạn phải giữ đạo cụ như của riêng bạn. Thấy Lan béo vẫn còn do dự, Nobita đưa cho béo Lan một ít ngọt trắng ngớ ngẩn. Đúng như dự đoán, nó đã dại dột để Nobita lấy đi đạo cụ. Trước khi ra ngoài, mẹ tôi lại đến gây rắc rối cho Nobita. Nobita nhanh chóng cho mình chút nam tính, ngay cả người dì già đã mãn kinh cũng đón mùa xuân thứ hai. Tôi bất lực để Nobita bỏ chạy. Nobita vừa đến bãi đất trống, tôi thấy Shizuka lại hẹn hò với học sinh đứng đầu. Nobita giận dữ bí mật bay lên cây, thêm chút gia vị vào đầu Shizuka. Vừa rồi cô ấy đang cười, nhưng bây giờ lại vô cùng lạnh lùng, bỏ lại học sinh giỏi nhất và đi một mình. Vì Nobita lan truyền phong cách lạnh lùng của mình, Nobita đang bay, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu và tiếng hú như lợn. FAT Tiger thực sự đã khóc rất buồn. Hóa ra FAT Tiger đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với cô gái xa lạ đã giúp anh nhặt bóng ngày hôm qua. Nhưng tôi không biết cách quyến rũ con gái, nhưng trong mắt Siafu, bậc thầy săn đón con gái, hổ béo có tán tỉnh như thế cũng chẳng có ích gì. Nobita và Siafu ngang nhiên cười nhạo số phận của hổ béo. Tất nhiên là anh ấy đã được sửa chữa nghiêm túc. Nobita nghĩ rằng có thể dùng gia vị thân thiện với con người để giúp hổ béo, để chứng minh lần đầu tiên anh ta rắc một ít lên người chồng. Vẻ nam tính của chồng tôi tràn màn ảnh. Hổ béo nhìn xem, nói, mau đưa cho ta. Con hổ béo đang đợi cô gái dưới gốc cây. Hãy để Nobita và Siafu xem trên cây. Nói Tào Tháo sẽ ở đây. Nhưng tất cả các cô gái đều bước tới. Hổ béo hèn nhát đến nỗi không dám nói một lời. Tôi nghe lời chồng gợi ý. Nobita lần đầu tiên biến hổ béo thành gió ngổ ngáo, thoát khỏi hình ảnh ngôi nhà béo ngậy, béo bở, cảm giác sảng khoái khắp cơ thể. Xem FAT Tiger thay đổi trở lại hình dạng ban đầu. Nobita thêm chút gương nam tính. Lần này ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Cô gái sửng sốt một lúc sau khi nghe điều này. Chồng ngứa ngáy nhặt gia vị, biến hổ béo thành Baitian ngớ ngẩn. Sự dễ thương tương phản cực kỳ không phù hợp với vẻ ngoài nam tính của tôi. Nó có thể được mô tả đơn giản là kinh dị. Người chồng một lần nữa khiến FAT Tiger trở thành con người, lắc lư nước mũi và nhảy vòng tròn. Đừng quên nụ hôn nồng nàn từ trên không. Con gái vốn đã rất sợ hãi, người chồng nhỏ và anh hùng lớn gặp rắc rối. Hãy để FAT Tiger trông giống đàn ông một thời gian, ngớ ngẩn và ngọt ngào một thời. Đầu tiên, nó khó chịu, sau đó nó nổ. Cô gái tưởng mình mắc bệnh tâm thần phân liệt. Cô gái mà tôi có đang bay đi mất. Thủ phạm vẫn cười rất vui vẻ. FAT Tiger tức giận đến mức phải tống Siafu và Nobita xuống địa ngục. Từ gốc cây đến gốc cây, tất cả các gia vị được rắc. Vì thế khi Lan béo tìm thấy họ, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Ba người họ đều ngốc nghếch và ngọt ngào trong các vở kịch dài tập. Tiếp theo là nhân vật nam thứ hai của một bộ manga sau lần. Phong cách hội họa thay đổi và bà trở thành bà mẹ chồng độc ác trong phim đạo đức. Sau đó họ không còn ở trên cùng một kênh nữa. Mỗi người đóng vai trò riêng của mình. Người bình thường duy nhất Lan béo chỉ có thể thở dài. Làm nhân đạo không phải là một điều tốt. Với rất nhiều sự tiếp xúc của con người, bạn thích cái nào nhất? Hổ béo đã nhiều năm không làm anh lớn, Nobita cũng có thể cưỡi trên đầu, chồng không thể hiểu được, cảm hứng sáng tạo lại cạn kiệt, không cần thiết phải tiếp xúc gần gũi với đất mẹ như vậy đâu, phải không? Bộ ba xui xẻo hàng ngày của Nobita, trang FAT Tiger và cầu thang, Nobita quá bất cẩn, chỉ là thế giới này quá khó khăn. Đó là trường hợp, Patty Blue lấy ra một chai bạc lò xo, xịt lên cầu thang và sàn nhà, sau đó là một cuộc chạy lên, Nobita nghĩ rằng nó không thể tìm ra được, nhưng mọi người khá hạnh phúc, Nobita đang đến và những chai bạc lò xo được trải khắp hành lang, bây giờ bạn có thể ném nó bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, Nobita không quan tâm đến những gì ở trên, tôi đập đầu vào trần nhà và đầu tôi đau nhức, nhưng lần này Nobita chợt bừng tỉnh, anh xịt mọi bề mặt trong nhà, căn phòng biến thành một tấm bạc lò xo lớn. Hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ, Nobita vẫn chưa thấy đủ. Sau khi tích lũy một làn sóng năng lượng, cả người phóng ra và bắt đầu. Tôi không thể ngừng chơi, mẹ mua đi mua đồ. Tôi vẫn không biết rằng hai đứa trẻ nghịch ngợm đang làm việc đó ở nhà. Vừa bước vào nhà, tôi đã cảm nhận được niềm hạnh phúc mà lẽ ra tôi không nên có ở tuổi này. Hai thủ phạm lẻn ra khỏi cửa với tốc độ ánh sáng. Nobita còn muốn biến cả con phố thành tấm bạc lò xo, cứ vứt Lan béo đi rồi chạy đi. Kết quả là tôi lại đụng phải FAT Tiger, có hai túi đối xứng miễn phí. Đầu óc tôi lại bừng sáng trở lại, xịt mình bằng chai bạc lò xo. Điều này thuận tiện hơn nhiều so với việc phun cả đường phố. Sau khi cả hai xịt xong, họ cố tình ngăn cản FAT Tiger. Nháy mắt và làm mặt trước mặt anh ấy, sự mỉa mai đến cực độ, hổ béo đấm hết sức mình, Nobita và Lan béo không những không cảm thấy đau đớn mà, và anh vui vẻ bước đi, động tác giả dùng FAT Tiger làm trợ lực. Sau khi thoát khỏi hổ béo, hai người họ tung tăng đến tận nhà Shizuka, nhảy tới cửa sổ và gọi cô ấy ra, đừng nhìn, Shizuka bắt đầu sợ Nobita rồi, nó khá thư giãn khi bạn thực sự chơi nó, bạn có thể lộn nhào khi mặc váy, Nobita nhìn vào và muốn học, kết quả giống như bạn muốn bay ngay khi bạn học bò, tôi rất xấu hổ trước mặt những người bạn đồng tính của vợ, may mắn thay, Nobita dần dần quen và nhảy ngày càng cao, cuối cùng cũng lấy lại được ân huệ trước mặt Shizuka, anh ấy muốn làm điều gì đó thú vị hơn, đó là nhảy lên đỉnh tháp Tokyo và đi giả ngoại. Shizuka và Lan béo đồng ý, chuẩn bị đồ đạc và khởi hành. Chồng tôi đã mua một tấm bạc lò xo, tôi muốn thể hiện trước mặt mọi người. Tôi thấy ba người có thể nhảy trên đường, anh ấy không nói nên lời. Ba người nhảy từ mặt đất lên mái nhà, Nobita nhảy lên tòa nhà cao hơn ngay lập tức, kết quả là anh ta ngã thẳng xuống đường, sau đó nó được bật lên cao hơn. Sau khi đâm vào chiếc máy bay điều khiển từ xa của một người qua đường vô tội, rơi xuống đất rồi lại bật lên. Cuối cùng, một sự rơi tự do hoàn hảo, bay về phía FAT Tiger đang suy nghĩ về lời bài hát trên bãi đất trống, trở lại con đường bình thường nhờ sự đàn hồi của đệm thịt người. Tội nghiệp FAT Tiger bị đánh mạnh đến mức ngã xuống đất, chàng trai trẻ chứng kiến cảnh tượng này đã thốt lên, cuộc trả thù vĩ đại đã được báo thù. Ba người họ
lao về phía tháp Tokyo, hai người nước ngoài đã nhìn thấy ba người họ. Anh ấy thốt lên, ninja thực sự đang ở bên cạnh tôi. Nobita quá phấn khích đến mức suýt ngã xuống. May mắn thay, họ đã được hai người họ kéo lại. Phong cảnh trên đỉnh tháp thực sự rất tuyệt vời, hương vị ăn uống với khung cảnh cũng rất tuyệt. Chạng vạng tối, ba người trở về nhà. Nobita không bao giờ có thể đuổi kịp Lan Béo và Shizuka. Chai bạc lò xo thực sự đã thất bại. Nobita muốn tự xịt lại mình, không ngờ tôi lại bị một tên trộm rình rập bên cạnh cướp mất. Cảnh sát cuối cùng đã bắt được anh ta. Sau khi tên trộm sử dụng chai bạc lò xo, tôi nhảy lên tường và nói lời tạm biệt với cảnh sát. Tên trộm càng nhảy càng sung sướng. Với sức mạnh này, bạn có thể trở thành kẻ trở thành vua trộm. Ai có thể nghĩ được điều đó sau khi nhảy lên một bức tường cao? Độ đàn hồi đột nhiên biến mất, tên trộm rơi vào tường. Trước khi kịp bình phục, anh đã trở thành chàng trai thông minh nhất trong đám đông. Anh ta đã bị cảnh sát bao vây. Ngày hôm sau, tên trộm xuất hiện đầy vinh quang trên TV. Lý do bị bắt, anh ta thực sự đã bay vào nhà tù từ trên không. Vì vậy, có ngoại lực là một điều tốt, nhưng đừng dựa quá nhiều vào ngoại lực. Ngược lại, khi ngoại lực bị mất đi, tôi vẫn là người chưa bao giờ trưởng thành. Nếu mọi người đều có thể sử dụng chai bạc lò xo, bạn muốn nhảy tới đâu? Dacian trở nên táo bạo hơn, dán thứ gì đó lên lưng hổ béo giữa ban ngày. Patty Blue thậm chí còn thái quá hơn. Cô ấy thực sự đã bắt Shizuka cởi quần áo ở quảng trường. Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa trẻ nghịch ngợm này hôm nay? Các bạn thường làm cách nào để hết nấc? Bố nấc liên tục. Nobita và cả hai chọn cách sử dụng đáng sợ, nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Cả hai giả vờ quay vào nhà, rồi một cái tát nữa vào mặt S, nhưng vẫn không có tác dụng, vẫn bị bố tôi ghét. Dù có ý tốt nhưng vẫn bị từ chối. Béo xanh tức giận quá, lấy ra nhãn dán vụ nổ. Nobita đã nghe thấy tên, chẳng lẽ hắn muốn cho nổ tung chính cha mình để thỏa mãn hận ý trong lòng? Lúc này bố đã thử mọi cách rồi. Sơn Patty Blue 5 phút sau vụ nổ, hãy lặng lẽ dán miếng dán lên với nụ cười bí ẩn. Hai người trốn sau cánh cửa và bắt đầu đếm ngược với nụ cười tà ác. Tôi mong chờ biết bao việc bố tôi cất cánh tại chỗ. Khi thời gian đến, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, bố bị ném bom dữ dội đến nỗi nhà rung chuyển. Bây giờ bố không còn nấc nữa, trực tiếp biến thành một người đàn ông da đen nhỏ. Mẹ tôi vừa giặt xong quần áo, nhìn thấy cảnh tượng này đã tuyệt vọng. Nobita và Lan Béo nhanh chóng bỏ nhà đi. Tôi định dùng miếng dán để làm nổ tung mọi người lần nữa. Một cái nhìn ngầm trao đổi khác, hổ béo trúng xổ số thành công. 30 phút sau khi cài đặt, Nobita tát vào lưng hổ béo khi cậu bé đang hát trên đường. Các bạn đã bao giờ làm điều này ở trường chưa? Nhưng lưng hổ có dễ tiếp cận không? Để không thay đổi, tôi đã đấm vào linh hồn đã chết. Lan Béo nhanh chóng bật chế độ gian lận. Wow, con rõ của nhãn dán này có thể tự di chuyển. Làm sao mà một gã mọc sách béo như Fat Tiger lại từng nhìn thấy thứ thời trang như vậy? Tôi phải ôm cả hai một cách yêu thương. Anh ấy thậm chí còn tặng lại cho tôi những thứ anh ấy đã cướp được của tôi như một món quà. Fat Tiger thật ngu ngốc và ngây thơ. Hãy để Nobita quyết định thay đổi cái hố của mình. Nhưng hổ béo là ai? Bạn có dám lấy lại những gì bạn đã đưa cho Fat Tiger không? Sau khi trốn thoát thành công, nhìn một cái vào nhãn dán, chỉ còn 20 phút nữa là vụ nổ. Đột nhiên có một vụ nổ. Nhãn dán có tự hủy trước không? Không ngờ chính Siafu lại là người điều khiển mô hình xe tăng và bắn vào họ. Chàng trai bắn trúng họng súng của họ. Nhãn dán đã được chấp nhận, nhưng càng nhìn tôi càng cảm thấy nó thật vô vị. Chỉ cần vứt nó đi. Thật trùng hợp khi thầy nhặt được nó. Nobita và cả hai vẫn đang ngơ ngác chờ đợi Siafu nổ tung tại chỗ. Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy miếng dán trên tay giáo viên. Chàng trai vẫn đang đốt pháo ở đó và lo việc của mình. Cô giáo hét lên, không xả rác bắt đầu từ tôi. Người chồng cầm miếng dán và ngơ ngác. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Shizuka đang chuẩn bị tham dự buổi hòa nhạc. Tôi đưa cho cô ấy những miếng dán để cổ vũ cô ấy. Nóng lòng chờ đợi, Nobita và cả hai đuổi theo tới buổi hòa nhạc. Khi nhìn thấy miếng dán nổ trên ngực Shizuka, tôi chết lặng. Không phải nó sẽ phát nổ trong 5 phút nữa sao? Nobita nhảy vào nỗi cô đơn bằng một bước trượt. Patty Blue trực tiếp hơn, cứ để Shizuka cởi quần áo ở nơi công cộng. Kết quả là anh ta bị tát đi bằng lòng bàn tay. Sau đó Shizuka lao vào đại sảnh. Đợi cho đến khi tôi gặp lại Shizuka, mọi người đã lên sân khấu rồi. Hai người trên khán đài kinh hãi nhìn theo. Màn trình diễn của Shizuka khiến khán giả mê mẩn. Nhưng có hai người đang ngồi trên kim châm. Bài hát đã kết thúc chỉ còn 1 phút trước vụ nổ. Không nói một lời, cả hai giật miếng dán ra khỏi ngực Shizuka, rồi chạy thật nhanh. Và 30 giây cuối cùng, hai người ném nhãn dán vào nhau. Suy cho cùng, không ai muốn trở thành người tự nổ tung mình. Chạy với một cú lộn nhào lớn, miếng dán lại về tay Fat Tiger. Nó thực sự không cần nỗ lực chút nào. Bạn có nghĩ rằng cuộc khủng hoảng đã kết thúc? Không có gì. Nobita và hai người trông thật đáng thương. Hãy để Fat Tiger cảm thông. Những giây cuối cùng cậu ấy dính chặt vào lưng Nobita. Mẹ ở nhà vừa giặt xong quần áo cho bố. Nhìn phía sau, tôi lại thấy hai đứa trẻ nghịch ngợm bẩn thỉu. Dù có nói gì thì cũng nên bị bắt và giáo dục. Có thể theo dõi sự biến động của con rõ. Một gia đình ba người cất cánh ngay tại chỗ. Ném bom trực tiếp vào người châu Phi. Nhìn quần áo vừa giặt lại bị ố vàng. Vẻ giận của mẹ trực tiếp nổ tung. Vì thế đừng gây rối với phụ nữ ở nhà. Khi bọn trẻ chơi ngoài trời và làm bẩn quần áo, mẹ tôi sẽ nói cho tôi biết khi tôi về nhà chứ. Trở thành học sinh giỏi bắt đầu từ thời thơ ấu. Ba anh hùng và một vở kịch. Bọ ngựa được rình gây sầu ở trường trung học cơ sở. Ai biết phía sau còn có một con chim vàng anh lớn từ thời trung học. Bạn có dám buông con búp bê Matrisoka này không? Cha mẹ nghèo trên thế giới. Tôi đọc bài kiểm tra của Nobita. Cả bố và mẹ quyết định từ bỏ sở thích của mình để tiết kiệm tiền cho con. Nobita tưởng cậu sẽ mua cho cậu thứ gì đó hay ho. Tôi không ngờ sẽ thuê gia sư cho anh ấy. Và bạn phải trừ tiền tiêu vặt của anh ấy. Tính khí của Nobita đột nhiên nổi lên. Nhưng điểm cao nhất trong hàng tá bài thi chỉ hơn 2 con số. Trong cơn tuyệt vọng, Nobita khoe về hải khẩu, nói rằng anh ấy sẽ học tập chăm chỉ, thể hiện qua hành động thực tế. Vừa nhốt Lan Béo ra khỏi phòng, Lan Béo không còn cách nào khác đành phải ngồi ở hành lang xem thời gian khi ăn dorayaki. Theo thói quen của Nobita, 5 phút trôi qua, đã đến lúc nhắc. 10 phút đã trôi qua, chắc đã ngủ rồi. Béo Lan mở cửa nhìn vào, người tốt đã nằm xuống. Bây giờ ngay cả Lan Béo cũng cảm thấy Nobita nên thuê gia sư. Quay lại và gọi bố mẹ bạn. Nobita SS lo lắng đến mức che miệng lại. Béo Lan nhờ anh tìm cách. Đầu Nobita gần như bị chập mạch. Cuối cùng cũng có một ý tưởng hay, đó là hãy để mình là giáo viên của chính mình. Phương pháp này rất đơn giản, sử dụng cỗ máy thời gian để gọi chính bạn đến đây 3 năm sau. Dù bạn có ngốc đến đâu thì cũng không thể học cấp 2 mà vẫn không biết giải các câu hỏi tiểu học phải không? Nói xong, hai người khởi hành. So với bây giờ, thay đổi lớn nhất trong phòng chính là kẻ sát
sắc, tất cả truyện tranh đã biến mất, thay vào đó là nhiều sách nghiên cứu khác nhau. Có lẽ nào anh ấy là Nobita ở trường trung học cơ sở. Đột nhiên hai kênh của Nhậm và Du được mở ra và anh trở thành học sinh giỏi. Tuy nhiên, Nobita và Béo Lan không tìm được Nobita từ thời cấp 2. Thay vào đó, tôi lại nghe bố mẹ nói về việc thuê gia sư. Đó là bản sao một hoàn hảo. Nobita lo lắng đến mức lập tức nhảy thẳng vào mặt. Nó làm bố mẹ tôi sợ hãi. Tại sao Nobita đột nhiên trở nên nhỏ bé hơn? Nhìn lại tờ giấy trên bàn, thực tế có một người có số điểm cao tới 15 điểm. Nobita và Lan Béo lại ra ngoài tìm người, dù là bên bờ sông hay trong không gian rộng mở. Bây giờ một nhóm trẻ em mới đang chơi, Nobita vẫn đang mơ mộng. Tôi va phải giáo viên, vừa nhìn thấy thầy, bệnh nghề nghiệp lại xảy ra. Nobita và Lan Béo chỉ có thể lẻn đi trong lúc cậu nói dài dòng. Giáo viên nhận ra có điều gì đó không ổn khi nhận thấy không có ai ở đó. Nobita vẫn không chịu bỏ cuộc. Rốt cuộc, đó là phương sách cuối cùng để tự học nó. Vì thế ông đã để lại một lời nhắn nhỏ cho Nobita hồi trung học cơ sở. Hãy để anh ấy đến với anh ấy ngay bây giờ. Không ngờ Nobita hồi cấp 2 lại khá nhanh. Nobita vừa trở về từ cổ máy thời gian. Mọi người đã đến rồi. Ông ấy đến đây để giám sát việc học của Nobita. Nobita vui vẻ trao bài tập về nhà cho Nobita hồi trung học cơ sở. Không ngờ cậu lại nhờ Nobita tự tay làm việc đó. Điều này khác với những gì đã hứa như thế nào? Hóa ra Nobita thời trung học cũng là một kẻ cặn bã. Sách trong tủ sách đều là do mẹ tôi ép vào và tôi phải thuê gia sư cho anh ấy. Nobita ở trường trung học cơ sở suy nghĩ. Nobita hồi tiểu học phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều này. Nếu anh ấy học tập chăm chỉ, liệu anh ấy có kết thúc như thế này không? Dưới sự giám sát của trường trung học cơ sở Nobita, Nobita chỉ có thể viết bài tập về nhà trong nước mắt. Patty Blue cũng không biết. Hai bên đều có anh hùng. Bạn muốn giúp đỡ ai? Nobita khi còn học trung học cơ sở đã mơ ước mình có thể trở thành học sinh giỏi theo cách này. Trong lúc chuẩn bị đi ngủ, Nobita phàn nàn về tương lai của mình. Đột nhiên một người bước ra từ cổ máy thời gian và xô ngã anh. Anh ấy đến đây để tìm Nobita từ thời trung học cơ sở. Vâng, anh ấy là Nobita thời trung học. Trong ý kiến của anh ấy, đó là vì Nobita hồi cấp 2 quá lười biếng. Bạn là người duy nhất là một kẻ cặn bã. Lần này anh sẽ đón Nobita từ trường cấp 2 về và dạy dỗ cậu thật tốt. Chứng kiến trò hề này, Nobita cuối cùng cũng nghĩ tới chuyện đó. Dường như dù có bao nhiêu năm trôi qua thì tôi vẫn là con người như vậy. Tốt hơn là từ giờ hãy học chăm chỉ hơn. Có lẽ anh sẽ quay lại. Béo Xanh thực sự rất ngạc nhiên và vui mừng. Tình nguyện tham gia đội cổ vũ của Nobita. Cổ vũ anh ấy. Các bạn nghĩ lần này Nobita có thể trụ được bao lâu? Để giúp Nobita có được hậu cung mới, Patty Blue đã trả quá nhiều. Tôi gần như liều mạng. Nhưng màu xanh Béo, bạn có còn nhớ lý do ban đầu bạn đến nhà Nobita không? Một cô gái tên Sanji được chuyển đến lớp của Nobita. Nobita thích gì thì bạn cũng không muốn. Vừa ra khỏi lớp, tôi vội vàng đến gần cô ấy. Kết quả là FAT Tiger và Xiao Fu đã đẩy anh ta sang một bên. Ngay cả những học sinh giỏi cũng đến tham gia cuộc vui. May mà Thánh Tử đã chuẩn bị sẵn rồi, đề xuất ý tưởng trao đổi thẻ hồ sơ cá nhân. Trên đường đến trường, học sinh đứng đầu quyết định viết bài học lên thẻ. FAT Tiger là sức mạnh và tiếng hát thiên thần. Người chồng đang thử cảnh ép, trong khi thổi mình lên bầu trời. Chỉ có Nobita là không nói gì. Lan Béo không nghĩ viết được tấm thiệp như vậy là khó. Cứ nói như thế là được. Không ngờ Nobita lại hỏi nó về ưu điểm của nó. Xanh Béo nghĩ về điều đó. Nobita không những có thể ngủ ở bất cứ đâu, đừng sợ bị không điểm trong bài thi, anh còn biểu diễn màn bắt đầu phồng bằng miệng và ăn chúng. Những lời nói này thực sự khiến Nobita đau lòng. Để an ủi Nobita, Béo Lan đưa cho anh ta một bản, một hồ sơ có vẻ ngoài bề ngoài, miễn là nó được viết trên này. Dù nó có thái quá đến thế nào thì người khác cũng sẽ tin vào điều đó. Nobita ngay lập tức bắt tay vào việc dọn dẹp. Loại não nào có thể chạy nhanh, chưa bao giờ thua trận nào. Quả nhiên vừa viết xong đã có một nhóm fan kéo tới. Nobita đã trở thành chàng trai hoàn hảo trong mắt người hâm mộ. Dù bản thân anh vẫn là kẻ thua cuộc, nhưng những lời này nghe vẫn có vẻ hữu ích. Người hâm mộ thậm chí còn không để mẹ Nobita ra đi, muốn có chữ ký của cô ấy. Hóa ra Nobita viết bố mẹ lần lượt là người mẫu và chủ tịch công ty. Lan Mập nhanh chóng đi tới giải quyết ổn thỏa, kéo Nobita và mẹ đi. Hãy để anh ấy ngừng bị ám ảnh bởi phụ nữ. Lúc này chồng tôi đã gọi điện cho tôi. Nghe chồng nói, tôi rủ anh đi ăn bánh macaron. Nobita dùng ngón chân suy nghĩ và biết rằng đó chắc chắn không phải lỗi của mình. Nhưng lần này tôi có một con át chủ bài trong tay, đó là Seiko-san. Nobita đồng ý ngay. Khi Nobita tới nhà Tiểu Hổ, trên bàn tràn ngập mùi tiền. Hai bạn nữ cùng lớp lại càng hưng phấn hơn. Anh chồng nhỏ nhân cơ hội này bắt đầu nịnh nọt Nobita. Lan Béo nhìn thoáng qua có thể biết, ai biết rằng Nobita sẽ làm điều này. Thấy rằng Thánh Tử đang đến, chàng trai tiết lộ mục đích thực sự của mình. Tôi muốn Dacian giúp Thánh Tử làm bài tập về nhà. Dù sao Nobita cũng có trong hồ sơ cá nhân của cậu ấy, khoe khoang mình là học sinh giỏi trong số những học sinh giỏi, để không vạch trần sự thật rằng anh ta là một kẻ cặn bã. Nobita và cả hai chấp thời cơ khi Xiao mở cửa, thoát khỏi vòng xuyên thấu. Bây giờ, Nobita bị ám ảnh bởi sự phù phiếm nhưng vẫn không chịu buông tay. FAT Tiger lại nhắm vào tôi, muốn thách đấu với anh ấy. Thì ra cô nàng hâm mộ Nobita đi khắp nơi khoe khoang rằng cậu là người bất khả chiến bại. Hổ Béo không chịu nhận, người đàn ông mạnh nhất trên trái đất là tôi. Nobita sao dám đối đầu với FAT Tiger? Sau khi phát hiện không còn lối thoát, cứ từ bỏ vị trí mạnh nhất trong cuộc chiến với FAT Tiger. Không ngờ, FAT Tiger lại càng tức giận hơn. Thật trùng hợp, chồng tôi và bạn bè anh ấy cũng tới, để không làm Nobita xấu hổ. FAT Blue khoác lên mình chiếc áo choàng trong suốt, giúp Nobita đỡ được cú đấm gió lốc, sau đó đâm thẳng vào FAT Tiger. Khi FAT Tiger lao về phía Nobita, cậu đã vấp ngã. Sau khi ăn một ngụm Lusan Sen Long Lan, anh ta bị đánh bay lên trời. Nó rơi xuống và khiến FAT Tiger bất tỉnh. Thấy Hổ Béo thừa nhận thất bại, Nobita lập tức bày ra tư thế kẻ chiến thắng trước mặt Thánh Tử. Chưa kể bạn kiêu ngạo thế nào, không ngờ Sanji ghét nhất lại là những kẻ bắt nạt người khác, trực tiếp đưa Nobita xuống tầng địa ngục thứ 18. Nobita trở về nhà trong tuyệt vọng, trong cơn tức giận, anh ta đã xé hồ sơ cá nhân của mình thành từng mảnh. Ngày hôm sau, thẻ ghi chú màu đồng của Xiao Fu từ trong ra ngoài, tỏ ra khí chất thế hệ thứ hai phong phú. Hổ Béo phục vụ Thánh Sơn, anh ấy nói anh ấy ghét nhất những người bắt nạt kẻ yếu, chỉ có đại hùng là im lặng. Sau giờ học, Nobita lặng lẽ lật dây hoa một mình trong lớp học, không ngờ Thánh Tử lại chủ động bắt chuyện với hắn. Cả hai vô tình phát hiện ra sở thích chung này. Tiếp thay, không lâu sau Thánh Sơn lại chuyển sang trường khác, nhưng Nobita cuối cùng cũng nhìn rõ chính mình. Dù sao thì bạn cũng có thể tán tỉnh các cô gái ngay cả khi bạn không làm việc chăm chỉ, tốt hơn hết là tiếp tục ngủ nướng. Hãy cùng bàn về chuyện này. Ngoài Thánh Tử, Nobita còn có hậu cung nào nữa?
Mọi cô gái đều có ước mơ làm đẹp, kết hợp với váy công chúa, nhưng hôm nay Shizuka đã bỏ lỡ nó. Khi chiếc kéo rơi xuống đất, Shizuka gầm lớn. Nobita đang ngủ say ở nhà, Shizuka đến để nhờ giúp đỡ. Việc nằm trên giường vào chủ nhật đã bị xáo trộn. Nobita có khuôn mặt không đẹp, nhưng mẹ tôi đã đưa ai đó ra ngoài. Mãi đến khi tháo kính râm ra, tôi mới nhận ra người này chính là Shizuka. Tôi nghe nói Shizuka đến để nhờ giúp đỡ, nhưng cô không thể nói được. Cho đến khi Lang Béo nói rằng anh ấy có một bàn tay tròn trịa nhỏ bé rất hữu ích, Shizuka tiết lộ bí mật. Hóa ra Shizuka sẽ trở nên nổi tiếng trong buổi thiêu vũ Halloween hôm nay. Vì vậy tôi muốn để lại ấn tượng tốt nhất cho mọi người. Mình chỉ cắt tóc mái quá đà thôi. Hai thằng thảm tưởng thế này chẳng là gì cả. Đó là lý do tại sao họ không hiểu. Điều này cũng giống như việc yêu cầu Gigi Linh bén tóc mái lên trong buổi hòa nhạc. Còn phần tóc mái được cắt ngắn bao nhiêu? Sau khi Shizuka cởi khăn trùm đầu, dù sao thì Shikan cũng không nhận ra điều đó. Nhìn thấy Shizuka khóc muốn tự tử, Béo Lang lập tức lấy ra xịt nối tóc, chỉ cần xịt nhẹ bằng bình xịt này. Sau đó nói chuyện bằng lời nói dài lâu. Khi Shizuka nhìn mình trong gương, tôi đã lấy lại được chiều dài ban đầu của mình. Chỉ cần có người nói dài thì tóc sẽ dài ra. Nobita kê chỉ bằng một vùng. Shizuka biến thẳng thành Sadako, nhưng miễn là tóc mái quay trở lại thì không sao. Chỉ cần cắt nó đi khi nó dài ra. Nobita cũng là bạn thân của Lang Béo, tôi cũng đã cho Patty Lang một cơ hội. Rốt cuộc, Patty Blue có một biệt danh nổi tiếng, quái vật mặt hói, nhưng tóc không mọc, bộ râu có thể được coi là một nàng tiên. Hóa ra Dacian được phát âm là trong đó. Patty Blue muốn khôi phục lại khuôn mặt dễ thương của mình, nhưng mẹ tôi cứ gọi Nobita. Fat Blue là vô vọng, tóc của tôi cuối cùng đã dài hơn. Shizuka đã thử nhiều kiểu tóc khác nhau. Nobita muốn cứu Shizuka. Tôi nhìn thấy hai người chồng hổ vừa đi gặp thầy Tony về. Nobita không nhìn thấy sự thay đổi. Người chồng không còn cách nào khác đành chê Nobita là kẻ phụng về, không am hiểu về thời trang. Điều này thật đau đớn. Nobita trực tiếp hành động sau lưng. Shizuka ở phía bên kia cuối cùng cũng đi ra ngoài. Shizuka xinh đẹp quá. Nobita bảo yêu cô ấy nhiều lắm. Anh ngay lập tức trở thành người bảo vệ bông hoa của Shizuka. Lúc này có một ông già đến hỏi đường. Shizuka vô tình nói, dài, tóc đã dài hơn. Ngay cả râu của Fatty Blue cũng đã dài hơn. Chỉ là có quá nhiều từ dài được sử dụng trong cuộc sống. Lúc này, anh chàng uống lúa mì ở một bên hét lên. Ngoài ra còn có chữ dài. Mọi người chỉ có thể chạy trốn, nhưng từ dài cỡ khắp mọi nơi. Chờ cho đến khi cả ba người họ chạy đi, Shizuka đã trở thành Rabu. Lúc này thầy đi ngang qua, lời rao giảng đầy dài. Mái tóc dài trên tay Nobita đã dài ra với tốc độ vô hạn. Không ngờ vào lúc này hai ông chồng hổ lại đến báo thù. Mỗi người mỗi lần mọc một miệng. Shizuka cuối cùng cũng nổi giận. Một động thái khiến tất cả phải im lặng. Mái tóc dài của Shizuka dài không thấy đuôi. Trong quá trình bắt kịp, Xanh Béo dẫm lên râu của hắn, đã trực tiếp tham gia vào mái tóc dài. Nhưng khi Shizuka đến buổi thiêu vũ, mái tóc dài chợt biến mất. Hóa ra bình xịt đã hết hạn sử dụng. Thị lực của con gái đúng là phi thường. Vấn đề với tóc mái có thể được nhìn thấy trong nháy mắt, nhưng tôi nghĩ nó dễ thương. Nó sẽ trông dễ thương hơn với một chiếc váy. Nút thắt trong trái tim Shizuka cuối cùng đã được giải quyết. Đó chỉ là nỗi đau cho Nobita. Vậy các bạn ơi, các bạn có thấy tóc mái của Shizuka đã ngắn hơn không? Mona Lisa đang mỉm cười với ai? Người giúp việc đã rót sữa như thế nào? Nếu bạn không hiểu nghệ thuật, bạn có thể xem sự hiểu biết về nghệ thuật của Nobita. Bức tranh khiêm tốn này, không ngờ lại chính là bức tranh nổi tiếng thế giới, cô hậu sữa. Và người này là người trong bộ truyện Múa Tôi Có Bạn. Không chỉ là người sưu tầm những bức tranh nổi tiếng, ông cũng là bậc thầy về sao chép, trí tuệ cảm xúc cao được gọi là sao chép. Lời kêu gọi của IQ thấp là dối trá, đó là sự thật nhưng nó rất xấu. Người họa sĩ không còn cách nào khác là phải thể hiện phẩm chất văn chương, nghệ thuật sâu sắc của mình. Vậy cho em hỏi người phụ nữ trong tranh sẽ làm gì tiếp theo? Nobita chỉ là học sinh tiểu học, không biết nghệ thuật là gì. Đổ sữa xong tất nhiên là phải uống rồi. Chồng tôi khá am hiểu về bóng đá, chắc hẳn có điều gì đó đau đớn ẩn giấu sau đôi mắt buồn. Tôi nghĩ người giúp việc sẽ khóc thầm sau vài phát biểu từ con của người khác. Hãy để họa sĩ gọi tôi là chuyên gia, không so sánh, không hại. Nhìn hai người hát đồng thanh với cái miệng nhọn và đôi má ỉ, Nobita và ba người còn lại không thở được. Tôi nghe nói con tôi lại bị xếp vào loại thanh niên ba khuyết tật. Béo Lang lấy ra xịt tiếp theo. Hãy để Nobita vẽ bất cứ thứ gì cậu ấy muốn. Không ngờ Nobita lại ra tay và đi thẳng vào mô hình cao cấp, nhưng sức mạnh của Dacian có hạn, chỉ sơn một nửa. Patty Blue xịt nó lên, chiếc thuyền thực sự đã di chuyển, đã đến giữa khung vẽ. Đây là tác dụng của lần phun tiếp theo. Nobita quyết định tiếp tục xem, nhưng sau khi phun nước, con tàu bị chìm. Chỉ là kỹ năng vẽ tranh của Nobita quá kém mà thôi. Nobita lại đang ngắm nhìn bức tranh trong phòng khách, xịt nó như thế này, sự chuyển mùa hiện lên trong tranh phong cảnh. Và loại xịt này không chỉ có tác dụng trên tranh vẽ, cũng hoạt động trên ảnh, giống như bức ảnh này của Nobita khi còn đi học. Xịt lên, cả gia đình biến thành những người da đen nhỏ bé. Nobita xuống đường tìm vật thí nghiệm. Sau đó tôi gặp Ancien và đến trao đầu cho anh ta. Versailles tung ra làn sóng áo phông Superman phiên bản giới hạn. Việc khoe khoang sự giàu có của bạn nghe có vẻ khắc nghiệt. Xịt bình xịt của quỷ, siêu nhân bỏ chạy, khi nhân vật chính bỏ chạy, quần áo của anh ta chắc chắn sẽ mất giá trị. Cả hai không còn cách nào khác là phải chạy trốn đến công trường để bình tĩnh lại. Xanh Béo cũng muốn giáo dục Nobita, không ngờ Nobita đã có động thái với tấm thẻ xây dựng rồi. Cảnh này đều bị Hổ Béo nhìn thấy. Tôi cũng muốn tự mình thử, nhưng bạn không thể gây rối với những bức tranh trong bảo tàng. Nhưng có một nơi, lúc này người chồng đang uống trà phê pháp, anh ấy cũng tự nhận mình là người đàn ông đẹp trai nhất Nhật Bản và cầu xin được vẽ. Không ngờ Nobita và ba người còn lại quay lại đánh nhau. Mỗi biến cắn tôi đều muốn được nuôi dưỡng trong tình cảm nghệ thuật. Tôi không biết ba tên ngốc này đang làm gì. Bộ sưu tập của họa sĩ đủ làm giàu cho đất nước, nhưng họa sĩ vẫn phải vẽ cho chồng tôi. Hãy để ba bạn đi dạo xung quanh, đây là điều mà ba người họ muốn. Hãy để mình đi đến cái chết. Mona Lisa trở thành bà già Mona, cặp đôi vũ công trên sân khấu trở thành một vũ công bị ngã. Hổ Béo hành động, hãy để bầu trời trong tranh thay đổi. Ba người hoàn toàn đắm chìm trong màn biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao đầy tự mãn. Rồi tôi nhìn thấy bức tranh cô hầu rót sữa. Nobita sẽ lợi dụng kế hoạch của mình. Xịt lên, tình cờ tôi gặp chồng tôi đến kiểm tra bài viết. Tôi không biết nếu tôi không kiểm tra, tôi đã bị sốc khi kiểm tra nó. Sau đó tôi thực sự đã uống sữa. Có vẻ như không phải Nobita không hiểu nghệ thuật, nhưng người giàu không hiểu cuộc đời. Phòng thu thập đã bị phá hủy. Ba người họ lại để mắt đến trường quay. Hổ Béo ra tay xử lý, kẻ ném đĩa. Tất nhiên, bức ảnh đẹp trai của ông chồng cũng không thoát khỏi bàn tay độc. Người họa sĩ vẫn đắm chìm trong sự giải thích nghệ thuật của chính mình. Tôi đã bị sốc vào giây tiếp theo. Bức tượng biến thành linh hồn. Chồng tôi vừa trải qua cú sốc từ nghệ thuật. Giây tiếp theo, anh ta bị một chiếc đĩa giết chết, chứng kiến một thảm họa lớn. Ba người họ chỉ muốn trốn thoát. Người chồng rút hơi thở cuối cùng và mở mắt. Tôi đã nhìn thấy bức chân dung tự họa đồng bộ. Hổ Béo bỏ chạy và phun nước khắp nơi. Những bức tượng từ mọi tầng lớp xã hội đã trở thành linh hồn, đưa họa sĩ lên thiên đường. Béo Xanh bị sốc. Đợi đến khi Nobita và hai người về nhà, tôi nhìn thấy mẹ tôi tuyệt vọng. Có dễ dàng để giấu một số tiền cá nhân, nhưng tiền đã thay đổi vẻ ngoài gợi cảm này. Các bạn ơi, bạn vẫn có thể tiêu số tiền này chứ?
Trò chơi bực gần đây mang đến cho mọi người những kỷ niệm về trò chơi tuổi thơ. Vậy các bạn thích chơi game gì nhất? Nobita không lọc bài tập suốt một tuần, những cuộc điện thoại đã được thực hiện tới nhà tôi, vội vã về nhà, bị bóng chạy đánh trên đường. Bạn có thể gặp được Thu Hoàng FAT Tiger không? Nạn nhân cũng phải trở thành thủ phạm. Nobita, người đàn ông đích thực mang dòng máu sắt, một bàn thắng đã được gửi đến Senjigia. Chú giận quá nên nổi cơn thịnh nộ, những người bạn không còn cách nào khác là phải bắt được thủ phạm, cho dù phía sau có sói, hổ, báo, Nobita vẫn trốn thoát được. Hổ béo làm sao chịu nổi khi có người bỏ chạy ngay trước mũi mình? Trực tiếp dùng 10 truyền tranh của Siafu để trao thưởng bắt người. Mẹ tôi ở nhà cũng dần trở thành bà hoàng. Fatty Blue không còn cách nào khác là phải lấy quả bóng tuần tra ra. Tôi cần gửi tin nhắn trước cho Nobita. Bóng tuần tra tới đồi sau, tôi tìm thấy Nobita dưới chiếc áo ngàn năm tuổi, có chó rừng, hổ và báo trong thị trấn. Trong nhà còn có mẫu hậu. Tôi muốn về nhà bằng bất cứ cánh cửa nào, nhưng cửa nào cũng cần bảo trì định kỳ. Lan béo không còn cách nào khác đành phải lấy nó ra lần nữa. Bản đồ lộ trình và đảo ngược chướng ngại vật. Nếu bạn quyết định làm điều đó, hãy làm nó thật lớn. Đầu tiên hãy bố trí bản đồ, sau đó đánh dấu vị trí của Nobita và kẻ địch trên bản đồ. Béo Lan liếc nhìn sang một bên, mọi người đều bị sốc. Nobita đang gây thù chốt quán khắp thành phố. Nobita vừa trốn thoát khỏi ngọn núi phía sau, kẻ thù xuất hiện trên bản đồ, làm theo hướng dẫn của Béo Lan, vừa thoát khỏi nanh vuốt của Haru. Fatty Blue tiếp tục chỉ đạo, nhưng kẻ thù lại xuất hiện và nó vẫn tấn công từ cả phía trước và phía sau. Nobita chỉ làm được một hầm, thu hoạch thành công kẻ thù mới. Béo Xanh bị sốc, thật là may mắn, thấy quân địch đuổi theo phía sau. Fatty Blue không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những chiêu thức lớn hơn của mình, lấy ra thiết bị dừng cờ, cây gậy rơi. Tôi vừa mới giết được ba mạng, không ngờ anh chàng mập xanh lại có vẻ ngoài dễ thương, làm thế nào anh ta có thể tấn công mạnh mẽ như vậy? Hổ béo lo không bắt được Nobita, tôi cần phải đánh mạnh vào bạn bè của mình, nhưng người chồng đã tìm được người trợ giúp bí ẩn, ăn vặt và ra lệnh cho con. Nhưng chuyện lớn đã xảy ra sau một ngụm trà sữa. Quân cờ chạy nhanh hơn con gián, hóa ra người trợ giúp mà tôi đang tìm kiếm là người của bộ phận điền kinh. Tôi đã tìm thấy Nobita trong vài phút. Nobita chạy sang bên phải theo chỉ dẫn của Lan béo, không ngờ hóa ra lại là một con rùa nằm trong hũ. Làm sao mà anh chàng béo xanh này lại có tâm trạng uống trà chiều? Nhưng phải có đường lên núi bằng ô tô. Câu lạc bộ điền kinh thực sự đã chứng kiến Nobita trượt vào khoảng trống. May mà Nobita gầy hơn, nếu Fatty Blue ở đó, anh ấy sẽ phải bay lên từ chỗ cũ. Nhưng lối ra là ngõ cụt. Nhưng Lan béo lại bảo Nobita trốn vào nhà kho, chờ bộ môn điền kinh đến. Tôi thực sự đã tìm thấy đôi giày trị giá 300 lạng bạc ở đây, đợi bộ môn điền kinh vào kho. Sau đó tôi mới nhận ra rằng đây thực sự là một trò lừa đảo trong một trò lừa đảo. Cánh cửa được đóng. Nobita là một người đàn ông tốt khác, ngay cả bộ phận điền kinh cũng thất bại. Hổ béo chỉ muốn đập chồng tôi cho đến khi toàn thân tan nát. Phần thưởng cao, câu lạc bộ thể dục lại được triệu tập. Nhưng chủ nhân thực sự nghĩ rằng phần thưởng quá thấp, FAT Tiger sẽ tăng giá bằng mọi cách, đi thẳng đến phá sản. Dù sao thì tôi cũng phải trả số tiền này. Xanh béo vẫn đang chỉ huy Nobita. Một quân cờ xuất hiện trong tư thế quyến rũ. Nobita bối rối, một nghệ sĩ đu dây bị ngã trên đầu. Tôi chạy lại và gặp lại chiếc máy lăn cơ thể người. Con đường phía trước cũng bị chặn. Nobita chỉ có thể quay đầu bỏ chạy lần nữa. Không ngờ vẻ ngoài của người thứ ba còn ngầu hơn, sắp bị biến dạng. Nobita xà xuống, theo sau là một bước, nhưng không có lối thoát. Fatty Blue chỉ có thể chuyển sang màu đen trở lại. Một làn sóng của cây gậy gửi đi bộ phận điền kinh, nhưng bộ môn thể dục rất nhanh nhẹn và khó đề phòng. Lan béo hoảng hốt, hắn hoảng sợ. Nobita cũng trốn vào tòa nhà, ngồi chờ bắt rùa vào hũ. Dù có khó khăn, mệt mỏi đến mấy cũng không thể khiến mình khổ sở. Dù thế nào cũng phải đi thang máy. Ngay lúc câu lạc bộ thể dục đến, thang máy cuối cùng cũng di chuyển. Nhưng ngay cả khi bạn đi thang máy, Nobita vẫn bị đẩy vào ngõ cụt. Bản đồ mở rộng Blue Fatty, nó thực sự đã khiến Nobita nhảy khỏi tòa nhà. Có lẽ tôi sẽ lao vào biến chiếc xe đạp của mình thành một chiếc mô tô. Nobita nhảy, tôi thực sự đã trải nghiệm niềm vui nhảy nhót hạnh phúc nhất ở độ tuổi của mình. Tôi tưởng tôi sẽ trốn thoát, không ngờ công việc của khoa thể dục còn tốt hơn. Sau đó một bàn tay xuất hiện, Nobita đã lưu chồng đẩy vali cao cấp nhập từ Pháp. Thực sự có một người ở bên trong, để không bị phá sản, người chồng thành lập liên minh tạm thời với Nobita. Nhìn thấy nhà đang ở phía trước, hiện tượng bất ngờ có thể xuất hiện trên bản đồ. Nobita thăm dò đầu cậu, hổ béo cũng thò đầu vào. Đối mặt với sự chênh lệch về sức mạnh, liên minh tạm thời bị giải tán ngay tại chỗ. FAT Tiger sắp giết người bằng nắm đấm của mình, không ngờ hổ mẹ lại như thần giáng xuống lôi con hổ béo đi. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, chỉ cần nhìn vào bản đồ, nhà có hai trùng cuối. Nobita và cả ba đang chơi một trò chơi, rõ ràng là vừa thua trò chơi. Nhưng giây tiếp theo, mọi người đều mặc quần áo kỳ lạ, trở thành một đoàn tàu hình người. Học sinh đứng đầu bên kia muốn mời Shizuka đi du lịch Okinawa, nhưng giây tiếp theo, anh cũng mặc một bộ quần áo kỳ lạ, và điều kỳ lạ này cuối cùng đã chỉ ra gia đình Nobita, bởi vì việc này là do Lan béo lên kế hoạch trò chơi vòng quanh Nhật Bản. Đây là sản phẩm được ưa chuộng để vui chơi và du lịch trong tương lai. Hành động còn tệ hơn sự phấn khích, Xanh béo giành được tấm vé của Nobita. Mọi người đều đã đi qua trò chơi, điểm xuất phát là tháp Tokyo, biểu tượng của Tokyo, luật chơi là ném xuất sắc, điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Đội đầu tiên hoàn thành việc check-in ở Hokkaido và Okinawa sẽ là đội chiến thắng. Nhưng tại sao Shizuka lại muốn kết đôi với một học sinh đứng đầu? Học sinh đứng đầu ném 6 điểm, nhiệm vụ tái chế xuất sắc được hoàn thành bởi Domain Mini. Sau đó trò chơi chính thức bắt đầu, nhóm Shizuka dẫn đầu và nơi họ đến đó là đền Nikkotosubu ở tỉnh Tokiki, nơi này nổi tiếng với món bánh bao chiên. Chứng kiến ngoại tình giữa thanh niên Bạch Nhật, Nobita chỉ trách mình lên nhầm xe. Lần này đến lượt hai chồng hổ, FAT Tiger ném 5 điểm và hai ASEAN cán được số 4 đối với Tonga. Một điểm cảm ơn, giá một điểm là người đó đã chuyển đi nhưng vẫn ở Tokyo. Hai chồng hổ vượt đại dương đến đảo Sado ở tỉnh Niigata. Tôi không ngờ đây là hòn đảo không có người ở. Mặt khác, nhóm của Yasun thực sự đã lên một tầm cao mới. Người chồng cảm thấy việc di chuyển là không công bằng, nhưng chỉ cần bạn lăn được 4 điểm trở lên là bạn cũng có thể cưỡi lên nó. Mặc dù FAT Tiger ném 6 điểm, nhưng thói quen chơi game rất sâu sắc. Tôi tưởng mình có thể đến Hokkaido chỉ trong một lần, không ngờ phương tiện di chuyển lại là bồn tắm. Lúc này nhóm Shizuka đã đến tỉnh Aichi. Đây là hồ thiên nga lớn nhất Nhật Bản. Nó đơn giản là một nơi phải lựa chọn để học tập. Lúc này Nobita đã âm thầm vượt xe, bởi vì chúng ta phải giữ phẩm giá của một người đàn ông. Bên kia, nhóm Yasun đến Hokkaido trước, đã hoàn thành lần đăng ký đầu tiên. Nobita cũng không kém cạnh. Người thứ hai đã đến Hokkaido. Chúng tôi cũng ăn cua hàng để đắt tiền. Mặc dù nhóm của ASEAN đang dẫn đầu, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Cả hai đã đập thần nhịp hạch. Chỉ một động tác, hãy để hai người họ trở lại như cũ. Tôi đoán là tôi sẽ không thể trở lại đúng hướng trong một thời gian. Và FAT Tiger đã dựa vào cánh tay của mình để buộc phải sử dụng bồn tắm. Đến Hokkaido, nơi đầu tiên phải check in. Nhìn Nobita ăn uống, hổ béo chỉ muốn chiếm lấy cho riêng mình. Không ngờ người chồng lại cung xuất sắc. FAT Tiger cuối cùng thậm chí còn không trắng một miếng. Điểm dừng chân tiếp theo của nhóm công tác là con đập ở tỉnh Toyama, và nhóm Shizuka cũng vừa chụp xong ảnh trẻ em ở tỉnh Hyogo. Không ngờ lần này bộ đôi chồng hổ lại bị lật úp, từng quay lại ba khoảng trắng. Tất nhiên, chồng tôi phải gánh vác trách nhiệm này. Nhóm Shizuka lại đến công tác tỉnh Totori, một địa điểm hẹn hò khác. Dù bộ đôi hổ chồng có lùi lại ba ô vuông, nhưng tôi được hưởng lợi là có thể đổi hành khách. Chồng không nói gì, hãy để sinh viên hàng đầu trải nghiệm niềm vui khi có một người đàn ông trên đầu một người đàn ông. Khi Siafu có được Shizuka, anh ấy cũng có được thần bệnh dịch. Shizuka trực tiếp
bị bắt cóc. Patty Blue bảo Nobita đừng lo lắng, bởi vì trong giây tiếp theo, con kỳ hương đã biến thành công chúa. Sat Tiger đi theo học sinh đứng đầu và cho rằng mình chắc chắn có thể giành được vị trí đầu tiên. Lần này họ đến tỉnh Okama, nơi nổi tiếng với món cua. Vừa nghe đến đồ ăn, hổ béo liền không tự chủ được, nhưng khi bạn lấy được con cua, hổ béo không dám nói nữa. Đây là loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Nếu Sat Tiger ăn nó chỉ bằng một miếng, anh ta sẽ bị nhốt vài năm. Nobita cuối cùng cũng có được Shizuka. Chúng tôi cũng đến thăm tỉnh em, nơi nổi tiếng với suối nước nóng, nhưng Nobita không quan tâm đến nhà tắm công cộng. Tất cả những gì tôi muốn làm là đi đến công viên giải trí, nhưng Nobita đã không nén được năm điện. Nhưng sau đó chúng tôi đến Yufun, nơi cũng nổi tiếng với suối nước nóng, nhưng Nobita đã không cho Shizuka một cơ hội, lại đến thánh địa suối nước nóng Beppu. Lần này Shizuka thực sự tức giận. Thần bệnh dịch ban đầu muốn trở thành trưởng lão của mặt trăng, nhưng Nobita lại rất bối rối về phong cách. Thần dịch hạch không còn cách nào khác đành phải trả lan béo cho Nobita. Lúc này Nobita đã tới Okinawa. Sat Tiger không muốn thua trò chơi, nhưng học sinh đứng đầu lại là một kẻ ngốc định hướng. Đội công tác và đội chọn đến Okinawa cùng lúc. Hè đến rồi ai cũng muốn xuống nước vui chơi, nhưng đúng lúc này đội Subeba cũng đã đến. Hóa ra học sinh giỏi nhất không phải là kẻ ngốc. Thay vào đó, tôi chọn chế độ máy bay nhanh hơn. Hổ béo vẫn chưa quên mối ác cảm với việc thay đổi đội của chồng. Mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại tổ hợp ban đầu. Chúng tôi sẽ dùng cuộc thi này để quyết định ai sẽ là người giúp việc gia đình trong một tháng. Thật tình cờ, Lan béo cũng muốn trả thù việc vừa rồi bị gọi là kẻ hư. Trận chiến không khúc súng bắt đầu. Mọi người đang vượt qua những ngọn núi và rặng núi, trải qua 99-81 khó khăn. Nobita cuối cùng cũng trở về Tokyo trước. Nhưng một điểm cuối cùng, hãy để Nobita bị tiểu hổ trói lại. Nobita chỉ cần ném thêm 2 điểm nữa là có thể giành chiến thắng. Mặc dù số năm đã được tung ra, nhưng nếu không dừng lại vừa phải, bạn sẽ không thể về đích. Chồng ném 4 điểm cũng đã vượt qua phần cuối. Hai nhóm thành viên liên tục chạy tới chạy lui về đích. Sat Tiger làm nên điều kỳ diệu với sức mạnh phi thường. 2 điểm lăn, hãy để hai người họ về đích trước và Nobita cũng sẽ trở thành nô lệ trong nhà. Tôi tưởng mình đã đánh mất số phận của mình, không ngờ chủ nhà lại gây bất ngờ lớn. Tổng cộng có 65 vòng để chạy, mọi người đều bị sốc. Vậy các bạn có muốn trải nghiệm loại game này không? Béo xanh vừa chụp ảnh TV, tôi đã có đôi chân dài rồi, chụp thêm một tấm nữa. Hóa ra là đóng vai chính, tin lớn trên lớn. Tiểu Phúc sẽ xuất hiện trong The Eye Boy. Đây là bộ phim đình đám có thể so sánh với The Beijing. Không chỉ Shigan-chan, cũng có sự tham gia của Shigan-kun. Chỉ 3 từ để đánh giá nó, đó là một cái tên quen thuộc. Siafu nói rằng anh ấy không muốn xuất hiện trong vai diễn này, nhưng ông không chịu nổi nên đã đến thăm nhà em 3 lần để cầu xin. Tôi phải bất đắc dĩ đóng một vai phụ nhỏ để đối phó với đạo diễn. Điều này đúng hay sai, chồng tôi cũng không quên mời mọi người đến xem, nhưng cũng đừng quên cay đắng. Nếu không ghen tị cũng không sao. Bạn có giận dữ lắm không? Không phải chỉ là vai phụ thôi, có gì mà kiêu ngạo như vậy? Đó là những gì nó nói, nhưng Nobita vẫn ghen tị. Suy cho cùng, Nobita chính là chú chó liếm trung thành của Shigan-chan. Đây là lý do tại sao hoa văn của Dacian quá nhỏ. Lan béo nghĩ Nobita giỏi nên có thể làm diễn viên chính, bởi vì Patty Blue đã hành động rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm này, má hồng hồng này. Không chỉ có vậy, Patty Blue cũng có thể xử lý các công tác khác. Nobita bị sốc, điều này là nhờ vào trở thành của máy nhân vật chính. Chỉ cần bạn sử dụng nó, bạn sẽ luôn là nhân vật chính. Cho dù đó là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng hay một bộ phim truyền hình ăn khách, Nobita cũng muốn ăn dưa của chính mình. Tiếc là Nobita đã lấy nhầm sách, Lan béo đành phải lấy ra thêm 2 cuốn sách nữa. Bạn thực sự không coi Nobita như một con người, vì Nobita không hài lòng. Vậy hãy thử xem một chương trình truyền hình, ví dụ như vở kịch này, Bác sĩ béo xanh. Một ví dụ khác là vở kịch này, Domain của Kesuin. Nobita cũng muốn làm nhân vật chính, nhưng Nobita không đi theo con đường thông thường, chọn biến mình thành nhân vật chính của một tài liệu giảng dạy tiêu cực. Nếu muốn phá hủy chồng tôi danh ra, chúng ta cần sử dụng đạo cụ khi Shikamu Boy bắt đầu phát sóng. Bằng cách này, Nobita có thể giành lại chiến thắng. Dù mọi người đều đến nhà chồng tôi, nhưng họ đều nhớ những lời cay nghiệt của chồng tôi ngày nào. Không ngờ người chồng lại dùng chiêu cuối. Thực ra tôi đã chuẩn bị rất nhiều chữ ký. Vở kịch cuối cùng cũng bắt đầu. Cú sút xa 3 mét của Shikan-chan, nhưng đã bị chặn bởi tia laser. Mặc dù Shikan-chan đã được cứu, nhưng một con tàu vũ trụ xuất hiện trên bầu trời để xâm chiếm trái đất, và chồng tôi sắp xuất hiện, tìm một kẻ ngốc giữa hàng trăm người. Dù sao thì tôi cũng không tìm thấy nó. Chồng thổi đèn nhiều rồi thành con đĩ. Nếu mọi người không cười, bạn còn chờ gì nữa? Giờ là lúc Nobita xuất hiện. Shikan-chan bị thương nặng. Ngay khi con tàu vũ trụ sắp đến gần, siêu nhân Nobita xuất hiện. Mọi người đều bị sốc. Tôi thấy người anh hùng vĩ đại đến theo gió, phá hủy tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Nobita đáp lại lời nói của Xiao không thay đổi. Đạo diễn mời tôi diễn và tôi không thể từ chối. Tin tiếp theo sẽ thú vị hơn. Nobita không chỉ tham gia thế vận hội, anh ta cũng thực hiện kỹ năng kỳ diệu là ngủ ngay lập tức trên không trung. Vì Nobita ăn một mình, hổ béo không chịu nổi nữa. Hãy dùng nắm đấm của bạn để Nobita có được cho mình một nhân vật chính. Nếu cậu dám từ chối, tôi sẽ đánh Nobita như đánh chó. Không ngờ chồng tôi chuyển kênh liền một lúc. Mặc dù Nobita đã thỏa mãn ước muốn trở thành nhân vật chính của Sat Tiger, thật đáng tiếc khi tôi đã trở thành một con đười ươi trong sở thú. Vậy Sat Tiger có hài lòng với nhân vật chính này không? Phải làm gì nếu nhà quá bừa bộn? Đừng sợ, chỉ cần sử dụng nó, xem nhanh các vật dụng trong nhà bạn. Rồi sao? Bạn đang chờ đợi điều gì? Hãy nhanh tay like, theo dõi và đọc tiếp nhé. Nhà này bừa bộn quá, cửa kho mở ra, mẹ bị ép vào núi ngủ chỉ sơn, cửa tủ mở ra, bố cũng rơi vào bẫy. Tôi thích ăn, uống và vui chơi. Ngay khi mẹ mở cửa, Nobita lại bị đuổi ngay tại chỗ. Căn phòng thật bừa bộn, nó có phải là nơi sinh sống của con người không? Nhưng Nobita muốn tìm sự bình yên trong sự hỗn loạn. Nhưng khi tôi nói điều này trước mặt mẹ tôi, Nobita, tôi nghi ngờ bạn đang yêu cầu sự thiển cận. Lan béo thuyết phục Nobita dọn dẹp mọi thứ, nhưng Nobita chỉ muốn vui chơi đúng lúc. Điều đó thực sự khó khăn đối với cậu bé mập xanh chân ngắn. Chính xác thì phòng sạch là gì? Tôi phải hỏi chồng tôi chuyện này. Vì phòng anh trống, nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Có một cảnh khác trong tủ. Vì sự chia ly đang phổ biến gần đây, thúc đẩy rằng cái mới không nên đến và cái cũ không nên đi. Những thứ dư thừa đã bị vứt bỏ từ lâu. Đại hùng cũng muốn đến giải tán sự chia ly, nhưng Lan béo lại chiếm tủ chứa đồ. Tổ của tôi đang bị nhắm tới. Làm sao Patty Blue có thể chịu đựng được? Tham gia chương trình TV Úc Show House, giúp Nobita sắp xếp đồ đạc. Đầu tiên viết về phòng của Nobita, sau đó tiến một bước lớn. Con mèo bị nhà ăn thịt. Không ngờ trong phòng lại có một cái hang. Đồ vật trong phòng được phân loại theo chủng loại. Những thứ bạn không cần sẽ rõ ràng trong nháy mắt, chỉ cần đặt nó vào giỏ hàng bị bỏ rơi. Đầu tiên chúng tôi đến khu đồ dùng học tập. Bút chì tuy ngắn nhưng vẫn dùng được. Mặc dù có rất nhiều cao su, nhưng càng đông càng vui. Còn những tờ giấy không điểm treo đầy trên tường thì phải vứt đi. Đối với tất cũ, Nobita cho rằng chỉ những người có gu thẩm mỹ mới được gọi là đàn ông đích thực. Xanh béo muốn vứt con vịt nhỏ màu vàng đi, nhưng Nobita chỉ xem truyện tranh. Suy cho cùng, đây là kho báu của riêng bạn, nhưng một con ruồi trong thuốc mỡ. Hai truyện tranh được Sat Tiger mượn, nhưng làm sao Sat Tiger có thể thừa nhận công lao của mình một cách dễ dàng như vậy? Nobita không nói nhiều lời tàn nhẫn, đi thẳng vào phòng Sat Tiger. Căn phòng chứa đầy chiến lợi phẩm của Sat Tiger. Nobita thật may mắn, đã thu thập truyện tranh thành công. Sau một thời gian dài bận rộn, Nobita không những không vứt nó đi mà còn kiếm thêm 2 cuốn truyện tranh. Nobita quyết định tấn công bố mẹ trước. Nhà Nobita có thể mở siêu thị. Béo xanh đang đẩy xe. Tôi muốn bố mẹ tôi làm gương tốt.
cho Nobita. Mẹ muốn vứt chiếc quần đùi của bố đi, nhưng bố lại muốn vứt quần áo của mẹ đi. Mua ba cái cùng kiểu, hoặc là kẻ thua cuộc hoặc kẻ thua cuộc. Nhưng thân thể của ta bỗng nhiên béo gầy, ta không nghe lời ngươi. Vì vậy, bạn không thể vứt bỏ cả ba túi mua sắm các loại. Đó là thứ mẹ tôi dùng để hỗ trợ cảnh quay. Bố dám giấu tiền riêng đều bị tịch thu về các thiết bị cũ trong nhà. Nhưng bố tôi nói đó là đồ cổ và sẽ có giá trị cao trong tương lai. Và đừng vứt những chai rượu rỗng đi. Ít nhất nó có thể chứng minh rằng tôi đã uống 1.000 nhân dân tệ mua tay. Nhưng thật kỳ lạ khi trong nhà lại có nhiều thú cưng hơn. Nhìn chú chuột siêng năng quá. Toàn bộ con mèo của Fatty Blue đang trong tình trạng xấu. Chồng tôi cũng muốn sử dụng công cụ này. Suy cho cùng thì nhà tôi giàu có và có quá nhiều của cải. Nhà chồng hoành tráng quá. Nó có thể được mở trực tiếp như một cửa hàng bách hóa. Mẹ vợ trẻ rất nghị lực. Vứt chúng đi, vứt chúng đi, vứt chúng đi. Không cần TV hoặc đồ nội thất, đến cả xe thể thao cũng phải vứt đi. Nói lời tạm biệt với những điều cũ. Cả Nobita và Nobita đều sững sờ. Vứt bỏ đồ đạc khiến bạn mệt mỏi. Hôm nay mẹ chồng tôi quyết định ném nó vào đây. Đợi mẹ tới phòng Nobita, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vời. Cái gối này có phải là một mảnh rác không? Tất nhiên là không. Đây là mùi tiền. Bố chồng tôi đã về nước, tưởng bị cướp. Bây giờ hãy đến chỗ Nobita và xin nó. Tôi vẫn có thể muốn nó trở lại. Bàn ghế cao cấp nhất phải hội tụ sự khéo léo, đồng thời xem xét hình dáng cơ thể của người khác và những bộ bàn ghế khiến chồng tôi tự hào. Tôi không ngờ rằng nó thực sự là do bố chồng tôi làm ra. Tôi không sợ nhà chồng giàu, tôi sợ người giàu cũng có thể làm đồ thủ công. Thật khoe khoang, các bạn của tôi ơi, tôi chán ngấy việc nghe điều này rồi. Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó. Thổi xong bố ơi, tôi cũng muốn khoe về những dụng cụ cao cấp sản xuất tại Đức mà bố tôi có. Định vị laser chính xác, siêu năng lượng có thể sạc lại. Thật không quan tâm đến sự khoe khoang của người khác, bạn bè tôi.